định vị khách hàng tiềm năng nó có hai phần, có hai phần, ok. Một phần đầu tiên nó gọi là nhân khẩu học của người đó. Ok, định vị khách hàng tiềm năng. Phần đầu tiên nó gọi là nhân khẩu học. Nhân khẩu học là gì? Khách hàng tiềm năng của tôi, nhân khẩu học là độ tuổi nào có thể sử dụng sản phẩm của tôi? Giới tính nào có thể sử dụng sản phẩm của tôi? Nam, nữ hay là BD? Độ tuổi, giới tính. Rồi gì nữa? Nghề nghiệp nào có thể sử dụng? Độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Anh là ai? Anh ở đâu? Ok. Nghề nghiệp là gì nữa? Sở thích. Rồi gì nữa? Hành vi. Đây người ta gọi là nhân khẩu học. Các anh chị ở độ tuổi 28 trở lên, bao nhiêu trong số các anh chị ở đây ở độ tuổi 28 trở lên, cho ta lên cao hơn tôi coi. Các anh chị thấy không ạ? Nó đâu chạy khỏi được đâu, được chưa? Rồi, giới tính là nam nữ. Nghề nghiệp của các anh chị giống như sáng nay tôi nói, bất động sản, mỹ phẩm, bảo hiểm nhân thọ, là chủ doanh nghiệp, kinh doanh tự do, người đi làm thuê, những người quan tâm đến hai chữ doanh số. Okay. Rồi chủ doanh nghiệp siêu nhỏ, ok, gồm đó là những loại nghề nghiệp mà các anh chị đang ngồi trong đây. Sở thích của anh chị quan tâm đến làm giàu, quan tâm đến việc kiếm tiền. Rồi sở thích của anh chị là gì? Đọc sách. Okay. Hành vi của anh chị ở trong đây, các anh chị xài smartphone iPhone 6 trở lên, xin lỗi. Phần thứ hai, phần thứ hai của cái việc này là tôi gọi đó là bạn phải xác định được hai cái yếu tố vô cùng quan trọng của họ. Bạn biết họ là ai, họ ở đâu, họ như thế nào, nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi, sở thích, hành vi rồi. Nhưng cái pen của họ là cái gì? Và cái gen của họ là như thế nào? Cái pen của họ và cái gen của họ là như thế nào? Cái pen là gì? Cái pen là cái nỗi đau á. Ok, pen là nỗi đau. Thì mình phải xác định được là khách hàng này họ có vấn đề gì không? Khách hàng này vấn đề của họ là gì? Tôi nói ví dụ những người trong nhóm khách hàng tiềm năng đó, tôi biết bạn đang có vấn đề. Tại sao? Tại bạn có mặt đây là có vấn đề. Có nghĩa là một trong số các chị ngồi đây nè đang có vấn đề về bán hàng. Các chị chưa biết bán hàng hoặc là bán hàng chưa hiệu quả thì đó là vấn đề của các anh chị. Tôi biết trong đám đông này, bởi vì sao? Cái nội dung mà tôi viết trên Facebook đó, các chị, các chị có vấn đề thì các chị mới đến, đúng không? Thì cái nội dung đó nó là cái giống như là cái nội dung đó là cái điều hướng, ok, để mà nó là thổi nam châm để nó hút những người có vấn đề đi qua lúc này. Thì một là các chị có vấn đề về bán hàng, bán chưa hiệu quả, chưa biết bán hàng, hoặc là dự định sau này sẽ đi bán hàng, các chị có vấn đề, các chị có những trăn trở. Tôi đi bán hàng 3 năm nay 4 năm nay, một số người trong đây 3 năm nay 4 năm nay, nhưng tôi chưa có hiệu quả. À, tôi bị khách hàng từ chối nhiều quá, ok. Và các anh chị trăn trở nỗi đau, có nghĩa rằng là làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi, làm thế nào để trở thành người bán hàng đầy năng lượng mạnh mẽ. Thì tôi biết được cái pain. Cái pain là gì? Vấn đề trăn trở nỗi đau. Mà các anh chị nên nhớ, khách hàng mà có vấn đề, có trăn trở, có nỗi đau thì nó vô cùng, nó vô cùng thuận lợi cho anh em chúng ta. Bởi cái việc của anh em chúng ta là gì? Nếu bạn có nỗi đau, cái việc của tôi là sát muối vào vết thương bạn.
sát muối của anh Thương mà cây két muối tôi trà xả cái vết thương đó, ok, cho nó đau nó sưng tấy lên. Bởi vì tôi hỏi bạn nè, nếu không phải bạn không giải quyết được vấn đề nỗi đau của bạn thì chuyện gì sẽ ra? Có phải rằng là bạn sẽ từ bỏ công việc kinh doanh của mình không? Bạn sẽ từ bỏ công việc kinh doanh của mình không? Bạn sẽ đi, bạn không đi bán hàng nữa đâu. Mà bạn không đi bán hàng thì bạn không có cơ hội để kiếm nhiều tiền. Mà không có nhiều tiền đương nhiên không thể giàu có. Mà không thể giàu có thì không thể đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống, không thể giúp cho bố, không thể giúp cho mẹ, không thể giúp cho bản thân mình có cái nhà, không thể giúp phục vụ cho cuộc sống mình, đúng không? Thì nếu mà bạn có vấn đề ngay chỗ bán hàng thôi, à, nỗi đau đó là tiếp tục sống nghèo. Và tôi làm cái việc là tôi sát bố đầu tư. Chỉ khi đó bạn đau thì bạn mới hành động. Như vậy thì nếu bạn đau, à, nếu bạn đau quá thì sao? Nếu khách hàng đau quá, tôi nói ví dụ xin chắc bằng tay, 70% hiện nay sinh viên đang ngồi sai ghế nhà trường kìa. Và 70% các anh chị ngồi trong đây ngày xưa cũng chọn học một cái trường đại học nó không đúng với sở trường, với điểm mạnh của mình kìa. Và cái hệ lụy là gì? Ngồi trên ghế nhà trường 3 năm, 4 năm đầu tốn kém, học không được, cảm thấy là mệt quá, không thích nữa. Nhưng lỡ leo lưng cờ 3 năm, 4 năm rồi, tôi cũng ráng ra trường lấy cái bằng. Có chuyện đó xảy ra không? Có. Lấy cái bằng xong đi xin một công việc lại trái với cái sở trường của mình. Mà bạn nên nhớ nè, sự nghiệp của chúng ta chỉ có thể cất cánh khi chúng ta dùng chính sở trường, chính điểm mạnh của mình để làm điều đó. Đâu có ai dùng sở đoản của mình để cất cánh trong sự nghiệp đâu. Đâu có ai thành công trong cuộc sống bằng sở đoản đâu, bằng điểm yếu đâu. Mà đã không thành công trong sự nghiệp thì hãy xem lại mình đi. Một vài người ở trong đây tài chính eo hẹp đúng không? Viêm màng túi là một cái bệnh nan y và thường xuyên xảy ra đúng không? Và lúc này đây cuộc sống bạn có hạnh phúc không ạ? Không có hạnh phúc. Như vậy thì đây là nỗi đau của họ. Nếu bạn không giải quyết vấn đề, như vậy xin chấp vào tay. Nếu tôi đứng đó tôi nói cho các chị nghe, tôi hỏi là bao nhiêu trong số các chị là một bậc cha mẹ muốn con mình có một tương lai tươi sáng, thì các chị phải giải quyết. Đừng để nó giống như mình, đừng để nó phải trả một cái giá giống như mình. Ngày xưa chọn trường đại học bằng kiểu nào? Thôi tao mày đi học chung cho nó vui, có không? Rồi sau đó học là thấy chất quốc. Thôi tao mày, tao để tao chọn cái trường đó đi, để ra sau này ra nó dễ xin việc, hoặc là làm lương cho nó cao, có không? Hoặc là cái kiểu khác đó gì? Chọn trường đó theo ý bố mẹ. Bố mẹ nó, ba mẹ muốn con đi trường đó, bố mẹ muốn con đi trường đó và đi theo. Ở đây có người bị vậy không? Có. Dạ. Thì các chúng ta đều bị phải trả giá. Cái giá phải trả là. Và nếu mà anh chị đang có vấn đề đó, anh chị đang lo lắng con cái, tôi có một giải pháp là xin chắc vân tay. Thì bao nhiêu trong số các chị sẵn sàng mua cái xin chắc vân tay đó để làm test cái vô vân tay cho con mình để mình xác định điểm mạnh điểm yếu nè. Đúng không anh? Và các chị thấy không? Tôi trao giá trị cho xã hội và trong nhóm này sẽ có những người trả ngược lại tôi những giá trị khác được quy đổi bằng tiền. Nhưng khách hàng của tôi phải biết rất rõ vấn đề của bạn. Hiểu ý tôi nói chưa? Như vậy nè, vấn đề khách hàng trăn trở nỗi đau là cái pain của họ. Còn cái gain của họ là gì? Là cái nhu cầu, cái mong muốn, cái khao khát của họ. Nhu cầu, mong muốn, khao khát. Nhu cầu, mong muốn, khao khát. Nếu họ không có nỗi đau thì chúng ta phải biết khơi gợi khao khát, ham muốn của khách hàng. Mong muốn, xin lỗi. Chúng ta mới khơi gợi nhu cầu, khơi gợi mong muốn, khơi gợi khao khát. Bởi vì lúc đó họ mới xác định được là cái giá trị sản phẩm này giúp tôi đạt được những điều tôi kỳ vọng, những điều tôi mong đợi. Nếu không có điều đó, nếu không có nỗi đau, không có vấn đề thì họ cũng không mua, họ không có nhu cầu, không muốn. Đừng cố chạy cố cối rồi.
nó đừng nỗ lực gì đó. Ok, nỗ lực trong sự tuyệt vọng. Đừng đeo bám khách hàng theo cái kiểu đó các bạn. Người ta dạy bạn follow và đeo bám khách hàng, không phải nào. Việc của bạn là gì? Trao giá trị để giải quyết vấn đề của họ.